vui. À, tại vì loa này là mọi người nếu mà tìm kiếm cho dòng mình đi mình sự kiện hoặc là tiệc tùng rồi đó mọi người thì mình mua về rất là phù hợp nha. Còn nếu mà mình chơi bình thường thì nó cũng rất là hay, siêu hay luôn. Tại vì chơi được cái tiệc và sự kiện luôn mà mọi người. Tại vì công suất nó lớn quá, tới 1.800 quá lận. Và đặc biệt bass của nó là 40 nha. Và kết hợp cho mình là bass 40 nè, mid 16 với lại chép là 250 nha mọi người nha. Cái loa này á, thì bên em cũng có bảo hành cho mình luôn nha. Loa với lại bao mạch loa là bảo hành cho mình tới 1 năm. Còn bình điện và hai mic đi kèm là bảo hành cho mình 6 tháng nha mọi người. Một con loa như vậy á, khi mà mình sạc đầy còn tùy là cái mức âm lượng mà mình mở thì mình có thể dùng nó trong khoảng từ 5 đến 8 tiếng ha. Từ 5 đến 8 tiếng nha mọi người ha. Với lại khi mà nó hết pin thì mình có thể vừa sạc vừa sử dụng vẫn được luôn nha mọi người ha. Cái loa này thì có thiết kế rất là đẹp mọi người, thiết kế rất là chắc chắn ha. Cái thục cổ ngoài của mình này bao bọc xung quanh là bộ ép ha, bộ ép sân ga chống trầy, chống va đập nè, nên là mình không có sợ mà chi quá trình di chuyển xa nó bị bể vỡ gì hết, tại vì nó bọc cổ mọi người rất là chắc chắn luôn. Với lại ngoài ngoài cái loa này thì bên em còn bọc cho mình thêm chống khách túi chống khóc rồi nữa ha, nên là mọi người yên tâm ha, mấy anh chị ở xa mình cứ chốt đơn mọi người. Còn cái phần mặt lưới phía trước mọi người cũng thấy rồi, nó một màu vàng rất là đẹp luôn, một siêu đẹp. Cái lưới khá là dày là lưới thép ha, sơn tĩnh điện, nên là mọi người dùng mọi yên tâm, không có bị rỉ sét trong cái quá trình mà mình sử dụng nha. Cái loa này thì loa 4 tấc nhưng mà rất là gọn nhẹ luôn mọi người. Đúng chỉ rồi. Có 32 kg, hình như 33 kg thôi. Thì chiều cao của nó là 76cm thôi nha anh chị. Thì mình đứng cái tầm chưa tới cái bụng nữa mọi người. Chưa tới cái bụng mà tùy chiều cao mỗi người nha. Nhưng mà theo em thấy là nó cực kỳ nhỏ gọn. Thì theo chiều dài thì khoảng tầm 49cm ha. Còn chiều rộng thì khoảng tầm 44cm. Còn chiều cao là 76cm nha mọi người. Trọng lượng của nó là 32kg, nhưng mà ký bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là dưới loa nó có thiết kế cái bánh xe cho mình, 4 cái bánh xe để mình đẩy di chuyển nha. Còn lại thì ở phía mặt sau cũng có cái bánh tay cầm để cho mình dễ mình cầm mình đẩy đi.